Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau rất đúng hẹn. Đây là Chuyện Chưa Kể. Có khi nào quý vị khán giả của chương trình đã từng phải loay hoay trong một cái mối quan hệ nào đấy suốt một thời gian dài nha, tính bằng đơn vị tính là hàng năm trời trở lên, mà loay hoay như vậy nhưng chúng ta vẫn không thể nào đưa ra được một cái quyết định là chúng ta ở lại trong mối quan hệ đó hay là chúng ta sẽ rời bỏ mối quan hệ đó. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể biết rằng là điều gì đã nắm níu họ ở lại trong một cái mối quan hệ mà khi người ta chẩn đoán cho nó, người ta thấy rằng là mối quan hệ đó nó cũng đã mục ruỗng rồi. Thôi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một người trong cuộc như vậy chia sẻ về những gì đã diễn ra, để rồi người ngoài đã phải nhận rất nhiều sự ngạc nhiên khi mà họ nhìn vào cái mối quan hệ có quá nhiều điều khó hiểu như vậy. Và nhân vật ngày hôm nay sẽ cùng ngồi ở đây để kể cho chúng ta nghe câu chuyện của bạn ấy, là bạn Ngọc Trinh. Và thông thường thì mọi người sẽ biết đến bạn ấy với một cái nickname khác, đó là bạn Bo. Chào em. Dạ em chào chị ạ. Ánh sáng của chương trình nó đang được đặt để như thế này, nhưng mà Bo có muốn ánh sáng nó sáng hơn một chút nữa không? Dạ em muốn ánh sáng nó sáng hơn chút. Vậy thì mình có thể gửi yêu cầu, có thể nhờ kỹ thuật của chương trình mở ánh sáng sáng hơn được không ạ? Chào quý vị khán giả, mình tên là Triệu Bo. Mình là một thợ piercing và tattoo ở Sài Gòn. Hiện tại tiệm mình đang ở quận 5. Chị được nghe mọi người nói sương sương thôi về câu chuyện của em. Và cái hình ảnh quan trọng nhất mà chị lưu giữ lại đó là sự lần quần. Thì không biết là cái hình dung của chị nó có đang khớp với cái câu chuyện mà em chuẩn bị kể không? Dạ cũng giống ạ. Giống vậy luôn hả? Vậy thì câu hỏi đầu tiên nè, lý do gì em quyết định kể câu chuyện vào ngày hôm nay? Em đến tới chương trình là để mình muốn thoát khỏi một cái vùng an toàn đó chị. Vì cũng không ai nghĩ là một cuộc tình 16 năm mà có thể chấm dứt rất là nhanh như vậy. Cái mối quan hệ lâu dài thì thông thường người ta hay mặc định rằng là nó đã rất là bền vững rồi. Và dù cho trong trường hợp mà nó có một cái biến cố nào đi chăng nữa thì người ta sẽ hay nói là đây là những mối quan hệ mà nghĩa nặng, tình sâu, cho nên là kiểu gì thì cũng nắm níu được với nhau. Vậy thì câu chuyện nó sẽ bắt đầu từ khi nào? Có thể là chắc phải quay lại với quá khứ một xíu thì nó mới mọi người mới hình dung được. Bao nhiêu năm về trước? Em cưới từ năm 2012. Do hồi nhỏ cũng hơi quậy nên đâu ra là em học tới trễ tới 1-2 năm lận là ba kêu hai đứa cưới nhau. Chứ thật sự hai đứa cũng chưa muốn cưới nhau. Vì sao lúc đó mình chưa muốn cưới nhau? Vì em nghĩ lúc đó còn nhỏ quá. Có nghĩa là gì? Cưới vì ba bệnh và ba mà mất thì sẽ không làm đám cưới được. Lúc đó là mình đang đi học, còn công việc của chồng thì chồng cũng chỉ mới nghỉ học và mới đi học nghề thôi. Em cưới một năm là ba mất. Hôm đó là em chồng của em như là chỉ tị nạnh vì những công việc trong gia đình thôi, là quét nhà, rửa chén, dọn dẹp vậy thôi đó. Thế là cãi lộn rất là lớn. Chồng em không bên em, ba chồng em bên em. Tức là cãi với em. Dạ đúng rồi, mẹ chồng của em có bị gãy chân. Rồi tất cả những công việc trong gia đình đều đương lại cho em làm hết. Ba mua đồ ăn về là để đó là em phải nấu đồ ăn hết cho cả gia đình ăn. Mọi người ăn bình thường, chỉ riêng mẹ chồng của em là chê. Mẹ ăn không ăn được. Mày cái đó là buổi đầu tiên của em nấu luôn. Rồi mẹ má chồng mới nói là từ đây sau đừng nấu nữa. Không hợp khẩu vị của mẹ đâu. Rồi ba chồng là người nói trước, nói ồ thì cũng ăn bình thường mà em. Rồi em mới xuống em nói là nó cũng nói lại với chồng em á. Thật sự những chuyện này chắc chồng em không nhớ rồi. Nhưng mà như chồng nói là thôi kệ, có là đâu, nó vậy. Nó không thích thôi, nó vậy đó. Nói thật nha, trong cái năm đầu đó em đã nảy sinh ra cái ý định là chắc là mình ly hôn chưa? Dạ chưa. Vì sao? Vì sao với một cô gái còn trẻ tự nhiên bước vào một cái nhà chồng mà tự nhiên mọi sự nó đều là những cái chuyện bất như ý, chỉ có một người ba chồng là có vẻ bảo vệ mình? Dạ đúng rồi. Thì điều gì khiến em tại vì không lúc em còn thương chồng em, quen nhau từ thời không có cái xe chạy luôn. Vậy thì những cái gì mà anh thể hiện sau cái đám cưới nó có giống với người con trai mà mình yêu trước đó không? Dạ không. Nó khác mà giống như lật bánh tráng luôn vậy đó, chứ không phải là khác bình thường nữa. Lúc đó em nghĩ chắc em còn nhỏ quá, em chưa được nghĩ được nhiều á chị. Chị biết là rồi mình thương nhau rồi mình cưới được nhau là may mắn rồi, vậy thôi, đơn giản vậy thôi à. Chứ em không có nghĩ gì nhiều đâu. Tức là cái suy nghĩ đơn giản đôi khi nó là một dạng chữa lành á, một liều thuốc. Nên đôi khi chính vì cái việc mà mình cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản đi thì mình không làm trầm trọng hóa lên những cái nỗi đau của mình. Thế thì đến khi mà ba mất, cái dấu ấn mà ba chồng mất đối với em nó
Em đón nhận như thế nào? Buồn chị, tại vì một người bảo vệ trong gia đình mất rồi. Ngày ba em mất là em biết là em phải là tự mình chống chọi với hết cả cái nhà đó luôn á, chứ không có riêng gì hết. Mẹ chồng em với là em chồng em đâu. Có nghĩa là lúc đó ba em mất thì em 24 tuổi. Thì chẳng hạn giống như là hồi đó giờ đâu biết làm gì đâu. Thì tự động phải là lo hết tất cả các chi tiêu gia đình. Giống như là tự nhiên là mình biến thành một người giống như là em không diễn tả được, có nghĩa là mình phải quản hết tất cả á chị. Tự nhiên mình phải lam lũ, mình phải tần tảo lên, mình phải tháo vát lên. Đúng rồi, mình như tự nhiên mình phải giỏi lên vậy đó. Lúc đó là tụi em đã mở shop rồi và cũng có một ít tiền ra tiền vô rồi chị. Được một thời gian thì tất cả những chi tiêu đều là tụi em phải tự bỏ ra hết tất cả tật. Thì sau nhiều sự kiện thì đâm ra là em tự mạnh mẽ lên thôi. Và cách nói chuyện em cũng sẽ thay đổi và em cũng không còn giống như là mình phải nhỏ nhẹ và mình phải làm từng chút và mình nhẫn nhịn nữa. Mình lại chấp nhận cái việc là rõ ràng là mình nhận ra là người chồng không đứng về phía mình, mẹ chồng thì cũng ác cảm. Vậy thì tất cả những cái điều đó nó tác động đến em như thế nào về mặt tinh thần? Cái điều mà em có thể làm khi em buồn nhất là em đã từng làm gì? Em làm việc thì là em về em làm về khoảng marketing. Em ngồi máy tính từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, em chưa rời cái máy tính. Thật sự thì chị thấy em xăm nhiều vậy chứ em không thích xăm đâu chị. Vì ngày xưa trong Sài Gòn này con gái xăm mình rất là ít. Cũng vì tình yêu. Dạ đúng rồi, em xăm đó giống như là mình làm cái catalog cho khách. Mà không phải em yêu hình xăm, em yêu chồng em. Dạ đúng rồi. Mà vì em ở trong cuộc hôn nhân đó và em làm vì người đàn ông của em. Vậy thì cái gọi là mình đã từng hy sinh một cách rất là thuận lòng như vậy. Mình đã rất buồn. Nhưng mà cái tác động ngược lại là mình cũng đã rất vui. Vì đây là mối quan hệ tình cảm của mình. Mình vun đắp bao nhiêu năm. Thế thì cái dấu ấn nào trong câu chuyện này là cái dấu ấn mà em cảm thấy là không, nó không thể như vậy được? Dạ là chồng em ngoại tình. Năm 2018 là chồng em ngoại tình. Em phát hiện ra chuyện ngoại tình đó như thế nào? À, tình cờ chị. Vì thật sự là em cũng đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà không biết là có phải hay không. Vì từ đó tới giờ hai vợ chồng em là, nếu là em rất là tin tưởng chồng em. Chồng em có thể như thế nào cũng được á. Điều quan trọng là cái giới hạn của em là đừng bao giờ đụng tới gái hết á. Nói chung là điều mình không ngờ thì nó tự xảy ra à chị. Và cái người con gái đó lại là bạn gái của học trò chồng em. Vô tình ngày hôm đó, nói chung là đã để ý và cũng có nhìn đó, nhưng mà đa phần anh xóa tin nhắn hết rồi, không để trong điện thoại chị. Thì bắt đầu em nghi ngờ. Xong rồi em gọi cho bạn em, nói bạn em chị với em là đọc lại những cái tin nhắn bị xóa trên iPhone. Và khi mà search ra được rồi thì khá là nhiều. Là quen nhau cũng phải tầm 3-4 tháng gì đó. Phải nửa năm em chưa hết khóc á. Cứ nghĩ là khóc. Tại vì cái bạn đó thật sự rất cũng đã lợi dụng em rất là nhiều. Em có nhớ một tin nhắn em nhắn rằng là em mượn tiền chị giúp em từng cái phòng, từng chỗ ở, giúp em từ cái xe đi. Rồi bây giờ chồng em cũng giúp chị luôn hay sao vậy? Cái nó im, nó không trả lời, nó chỉ có xin lỗi em thôi. Có nghĩa là bạn đã thừa nhận? Dạ thừa nhận hết tất cả mọi chuyện chị. Còn chồng em thì thừa nhận không? Thừa nhận luôn. Anh có lý giải lý do? Dạ không. Sau khi em đi Đà Lạt được tầm khoảng 2 ngày, em lên bạn em và những người bạn ít ỏi của em luôn á chị. Thì chồng em mới nhắn lại em một tin là em đi được thì chồng em đi được. Tại sao lại cứ lấy cái vấn đề đó mà nhắc đi nhắc lại hoài vậy? Chỉ sau vài tháng là chồng em đã trở lại một con người như cũ và con mình không có một cái tội lỗi nào trong cái suốt cái quá trình đó hết trơn. Rồi anh nói câu đó là đi vô lòng đất rồi. Đáng lý ra thì mình phải nói rằng là không, anh luôn biết lỗi của anh, nhưng mà phải thừa nhận là anh đang quay đầu. Và bây giờ thì em hãy cố gắng quên đi. Anh biết là lỗi anh, nhưng mà em làm nữa thì anh cũng chịu không nổi. Chứ có đâu mà xé đốt là sao? Trong thời gian em đi á, thì em nói với chồng em là quyết định ly hôn. Rồi em gọi về em nói với má. Em báo luôn cho các ba mẹ ruột em. Rồi em báo cho má em nghe. Chứ mà em trong điện thoại vẫn ngọt ngào. Mà mẹ chồng em mới nói với em chồng của em á là trời đất, nếu như ly hôn thì vẫn được. Phương nó là con trai, không có vợ này thì có con khác. Nhưng mà cái con khác cưới về rồi có giỏi như con Trinh không? Rồi có biết tính toán, rồi có biết sạch sẽ như nó hay là không? Tiếc quá, em nghe rõ từng chữ luôn. Chứ không phải là giống như là muốn vợ chồng em là hai đó có chuyện gì xảy ra cái gì vậy? Mình có sân hận vì những lời đó? Em không sân hận, nhưng mà em chỉ có điều là em chấm dứt được cái suy nghĩ của em là tình thương không bao giờ đổi lấy được tình thương.
Rồi sao? Rồi em có cương quyết với cái việc là mình vẫn sẽ ly hôn không? Nếu bây giờ mình chấm dứt thì mình được cái gì? Em chỉ hỏi bản thân em thôi. Sự nghiệp không có, công việc không có, nhà cửa cũng chưa chắc là của mình. Thì mình phải làm gì khi mình chấm dứt cuộc hôn nhân này? Nhưng cái gì không ngờ nó cũng tới chị. Em về em có em bé. Đến lúc này lại có em bé? Dạ đúng rồi, mình lại có em bé. Chồng em thật sự là hiếm muộn, tụi em cũng đã đi chữa hiếm muộn cũng phải hơn cả năm. Bất ngờ đến mức mà không thể tưởng tượng được rằng mình không biết nên làm gì với con. Dạ đúng rồi, em cũng không biết. Thật sự em giấu chồng em đấy. Em giấu, em đâu có nói đâu. Em không nói cho chồng em nghe luôn là em có em bé luôn. Đến khi nào thì mọi người biết em có bầu? Đó là lúc đó chắc bé phải được gần 2 tháng thì chồng em mới được biết là em có bầu. Và trong thời gian đó là em đã bị động thai ít nhất cũng phải 2 lần vì làm nặng quá. Phản ứng của chồng em với cái việc là anh làm cha như thế nào? Thì em thấy thật cũng vui, thì cũng đón nhận, cũng không tin được tại sao lại có em bé. Ừ thôi. À vậy thôi. Hết. Vậy thì khi em quay trở về nhà mẹ của mình đó, thì gia đình của em đón nhận cái việc em sống với bên chồng với những cái sự việc như vậy như thế nào? Có ủng hộ em không? Em nói thì gia đình em cũng chỉ tiếp thu, không nói nhiều. Nhưng mà chồng em vẫn có qua và có nói ngược lại với gia đình và nói khác hoàn toàn tất cả mọi thứ. Mà chồng em nói ngon nói ngọt với gia đình của em rất là nhiều. Và ngày xưa tới giờ, từ khi em quen cho tới lúc em cưới là 15 năm, thì chưa bao giờ gia đình ruột của ba mẹ em mới biết được rằng gia đình chồng bên đây đối xử rất là tệ với em. Em không bao giờ nói. Vậy em giấu. Dạ đúng rồi. Lúc nào em về là thì em cũng chỉ phụ giúp ba mẹ em thôi. Và nếu như có phải nói thì cũng chỉ nói những cái điều tốt đẹp, vui vẻ thôi. Và những cái gì mà em có thể đem về nhà em, cho dù là một cái giỏ hoa hay là một trái cây hay là bất cứ một cái gì đó, thì em vẫn nói là chồng nhà chồng. Thành ra là hình ảnh của người chồng trong mắt gia đình em rất tốt. Dạ đúng rồi, rất tốt. Cả lần đầu tiên mà khi như 2018 chồng em ngoại tình á, là em nói là mẹ em cũng đã tổn thương là do em rồi, là do mẹ không tốt. Rồi nói chung định điểm là mới hồi Tết này thôi, ngày 28 Tết thì em về em cũng có nói chuyện và lại xảy ra một cuộc đánh nhau nữa giữa em, mẹ em và... Mới Tết này và em ruột của em, bé gái. Rồi nó nghĩ là chồng em rất là tốt với nó, nên đâm ra là nó coi chồng em như anh ruột của nó, còn em như là chị dâu nó vậy đó. Thì nó mới nói em là tại sao vì người khác mà ăn hiếp anh Phương. Nó nói vậy đó. Rồi mẹ em mới nói em á là em ngu, giống như là ngu ngốc khi bỏ chồng em vậy đó. Ba em thì nói là giống như là tại em nên chồng em mới như vậy. Vậy thì em sẽ nghĩ sao nếu như mà mọi người sẽ nói với em câu này nè, là một người gọi là một người đối xử tệ với em thì coi như có thể là do họ tệ, hai người đối xử tệ với em thì có thể là có hai người tệ. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người có vẻ như họ đều không ủng hộ em, thì cái việc tệ là do em là điều đương nhiên. Em sẽ giải thích như sao? Mâu thuẫn của chồng em và em đều bộc lộ từ em. Và chồng em luôn đứng ở phía bên ngoài. Và bao nhiêu thứ tệ nhất. Nghĩa là ảnh ngoại tình thì không ai biết, nhưng việc em bỏ nhà ra đi là ai cũng biết. Dạ đúng rồi đó. Cái việc mà ảnh thờ ơ với em không ai biết, nhưng mà cái việc mà em một ngày, hai ngày không nấu cơm cho bà ăn là cả làng đều biết. Dạ đúng rồi. Cái việc mà ảnh không bao giờ đứng về phía mình trong mọi cuộc tranh cãi không ai biết. Nhưng chỉ cần ảnh qua nhà ảnh thăm hỏi mình một lần là ảnh trở thành người tốt. Cái việc mà ảnh mặc kệ mọi thứ, không cần phải cán đáng, không cần phải lo lắng, không cần phải tính toán thì không ai biết. Nhưng mà một lần em đòi một cái quyền lợi nào đó thì cả làng đều thấy là em đang đòi quyền lợi. Dạ đúng rồi. Cái vô tình, cái tất cả những gì mà những gì em bày biện ra trước mặt mọi người thì em là vai phản diện. Dạ đúng rồi. Từ hồi tháng 4 năm 2022 là em quyết định ly hôn. Vì sao nó kéo dài đến mấy? Chồng em đánh em. Có nghĩa là nếu như chồng em không đánh em thì em vẫn có thể quay trở lại cuộc hôn nhân này. Chồng em, cái đó gọi là chơi xỏ thì sẽ nói đúng hơn. Em với chồng em thỏa thuận là nhà đó em đứng. Biết là vợ chồng ai đứng không được, nhưng mà em nói bây giờ em muốn em đứng một mình. Em đi đặt cọc nhà, rồi em đi làm giấy tờ được tên em hết. Nhưng tới cái ngày vì lên ký giấy á chị, thì là tên chồng em. Em không biết, em hỏi chồng em là tại sao là ông ký. Cái em mới nói là ông chơi tôi đúng không? Ông làm gì sau lưng tôi hả? Thì chồng em chối răng rắc là không làm gì hết. Đó, từ đó về sau là em không về nhà nữa. Sao mà chối được khi mà rõ ràng là phải có một thao tác gì đó thì hồ đúng sơ mới tên ảnh chứ là... Nhưng mà trong trường hợp anh đã có một cái cam kết với em là nhà này bà cứ đứng tên đi, em cứ đứng tên đi, và đã thỏa thuận như vậy rồi. Dạ đúng rồi, đã thỏa thuận thì dù cho rồi. Lên đến phòng công chứng là tên của ảnh
Thì chết anh cũng định ký chứ. Anh phải giữ chữ tín chứ. Và mình quyết định là rồi, giờ em quyết định là em nói bây giờ nhà ông giữ. Khi nào ông muốn tôi về, tên tôi đứng thì tôi về. Còn không ông tự ở đi, tôi không ở đâu, mẹ con tôi ở bên đây cũng được. Xong rồi về, em cũng nộp đơn và không được chị. Vì sao không được? Không xác nhận được nơi lưu trú của chồng. Có nghĩa là bây giờ hồ sơ ly hôn đang ở trên tòa. Dạ đúng rồi, hiện và tại các bạn chưa có phán quyết của tòa án là các bạn đã ly hôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà có một cái điều quan trọng hơn cái đó là trong thời gian này ảnh đã quen người khác rồi và ngoài tình là thứ hai. Và chồng em cũng chấp nhận là ổng sai. Chồng em nói á, ủa ly thân rồi mà, ở giờ ta có quyền quen ai ta quen, có quyền đi chơi với ai ta đi chơi, có quyền chở người nào đi cũng được hết á. Em nghĩ là con ảnh không cần. Vì ảnh nhắn với em rằng á, con thì giữ nuôi, nhưng mà chỉ có nhà là không được bán. Chồng của em rất là quan trọng về bằng tiền bạc. Chứ nói đích thực ra nếu mà không có con thì em không thèm dành nhà đó đâu. Không cần cái nhà đó. Có nghĩa là bây giờ mình vẫn muốn được ly hôn trong một cái tình trạng là cái sự thỏa đáng về tài sản. Dạ đúng rồi, vì phải thỏa đáng về tài sản. Công sức em rất là nhiều và phần bây giờ em muốn để dành lại cho con em thôi. Em sẽ quyết định mặc kệ cuộc đời và mình cứ theo một cái cuộc gọi là một cái cuộc ly hôn trải dài về hồ sơ như vậy, ngày này qua tháng khác. À không, em không muốn như vậy, em chỉ muốn chấm dứt thôi à. Vậy thì nếu như nó chấm dứt và cái phần thiệt thòi về tài sản nó thuộc về mẹ con em thì em nghĩ như sao? Cam tâm không? Em không cam tâm. Không cam tâm thì lại tiếp tục quay trở lại là xài ngày tháng đời mình vô cái chuyện dùng dần như vậy. Em là có công ăn việc làm, em vẫn lo cho con em được, nhưng mà em chỉ muốn con em có một cái tương lai sau này thôi. Nếu như mà khó khăn quá thì chắc em bỏ. Em không cần. Thật ra chị chỉ muốn nhắc em vậy nè. Việc mà em theo đuổi để giành lại cái phần quyền lợi về tài sản của mình nó không có sai. Nhưng mà mình phải coi cái sức mình tới đâu. Và cái điều thực sự em mong muốn là gì? Em mong muốn những tháng ngày nó trôi dài đi trong sự nặng nề mà không có một cái phán quyết nào rõ ràng, để rồi hôn nhân của mình cũng lỡ dở, tâm trí của mình cũng bị ảnh hưởng, so với cái việc là có thể trong một mức độ nào đó mình không cần phải tranh đấu nhiều, nhưng mà bù lại là mình chuyên tâm vô công việc của mình. Mình đủ thời gian, mình đủ chủ động để mình thiết lập lại một cái cuộc sống mới của hai mẹ con. Thì đó là cái điều mà chị muốn nhắc em thôi. Cảm ơn em và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đón xem chương trình. Em tên là Trần Thị Lễ Hồng. Em sinh ngày 28 tháng 10 1995. Hiện tại em đang là kinh doanh tự do. Rồi, chị Hồng đâu quận 7? Dạ, em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Thuê nhà xong em chuyển cho bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhiều. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, trước thì em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Trước đó anh có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha, điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn năng động, luôn học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người, khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động đó. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Lúc đó có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm rồi, nay để dành được kha khá chưa? Dạ, cũng mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê thôi. Trời ơi, đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai cũng có thể là sẽ về quê ở.
con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ cũng làm bình thường luôn. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình, nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ly hôn lâu chưa em? Được một tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại theo chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình. Không biết lo. Chị có để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám được chưa? Có khám được, nhưng mà sinh được cũng phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa niên buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em thấy một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước thì tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó, anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn rồi. Bạn có quê đã làm gì? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Dạ, nhưng mà anh có con thì được. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Thì em có thể điều trị được ạ. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ. Với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ. Rồi em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký là gì? Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó nhận nhiệm vụ thì người kia đi đang rất là buồn. Rồi nhưng mà
tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu trong thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Ờ, vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác, do em suy nghĩ là mình có chồng rồi. Ừ. Bây giờ thì em mở lòng hơn nhưng mà chưa có tìm được người liền. Ừ. Nhưng mà cái lúc em kết hôn đó là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh là nợ nhiều, mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Cái số nợ đó vẫn cứ duy trì, không muốn hết. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha, đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà... Được bao lâu? Được 1 tháng? 1 năm? Hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì anh có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. À. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em chỉ cần hiểu thầy Có không thích người miền nào không? Dạ, okay. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình tốt thôi. Rồi, ok em. Rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em.